Cụ thể hóa nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị ban chấp hành trung ương khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ đạo của tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho quần chúng ưu tú và tạo nguồn kết nạp đảng, đảm bảo số lượng và chất lượng đảng viên mới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng. Kết quả 4 tháng đầu năm nay, toàn đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp trên 440 đảng viên mới, chiếm gần 50% tổng số đảng viên mới của toàn đảng bộ tỉnh. Riêng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Nhật Bác năm nay đã tổ chức kết nạp đảng cho hơn 60 quần chúng ưu tú là học sinh trung học phổ thông. Cùng với đó đã thành lập mới 8 chi bộ đảng trong doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố lên 81 doanh nghiệp với trên 2.600 đảng viên.